ý tao quá. Nghe tới là biết cả ngày. Người ở dưới quê, người dưới quê thì ăn chắc mặc dài, không cần bài vẽ qua què qua xoáy. Đặt tên con như vậy nó dễ nghe, đừng có bắt chước người ta. Ba nó ban đầu tính đặt tên con là Phạm Trần Ngọc Quốc Kiều Mỹ Dung. Trời Phật ơi, tên họ gì mà nó dài nhằn, chừng làm chứng minh giấy đâu mà đủ ghi vô. Nói với anh chồng mày vừa vừa vậy, đặt Phạm Thị Mít, Phạm Thị Ổi hay cái gì gì đó cũng được, cũng là một cái tên. Đừng có bắt chước người ta, đặt có gì có nhỡ nghe không có giống ai hết à. Vậy thì hôm nay tôi xin kể hết mấy thứ cà, đó là cà ri mình hay xịt với bánh mì, còn cà pháo thì tròn tròn như chim đạn, đi dạo chơi thì gọi là cà rịch, cà tan gây sự với ai thì gọi là cà kia, cà rá là đồ để đeo khi cưới vợ, còn cà sóc là mấy thằng bộ mặt khó ưa, cà cuốn vừa cay vừa tăng khẩu vị, cà rem thì vừa lạnh vừa ngọt, bị vợ cằn nhằn gọi là cà riền, cà tỏi cay đỏ đỏ tròn tròn thì gọi là cà vua, cà trớn là mấy đứa hông đàng hoàng, cái thứ bắn đùng đùng thì người ta gọi cà nông, nấu cơm thì có cà ràng, còn nói chuyện lập cập hoài thì người ta gọi cà lông.